Năm nay thầy ngồi đây và thầy nhớ lại những cái Tết xưa thầy ở nước ngoài, rồi thầy có thông cảm với những người Việt xa quê thèm lấy một cái ngọn gió xuân, thèm lấy một cái tia nắng sớm và không thể có được, và luôn luôn trong lòng đau đớn nhớ đất nước nhà. Tuổi mình càng ngày càng già và không biết bao giờ mình có thể trở về quê cha đất tổ để đặng mà, cũng như lời thơ của một nhà chiến sĩ Tô Bản Châu, là một người chiến sĩ cùng đi với Phan Bội Châu đi phong trào Đông Du, muốn tìm lấy những cái phương tiện để đem đất nước Việt Nam được độc lập rồi trở về đất nước thanh bình. Thế nhưng mà mưu sự tại nhân và thành sự tại thiên, có nhiều người không trở về được. Thì Tô Bản Châu ở bên Trung Quốc, sống cuộc đời bên Trung Quốc, sáng tác ra một bài bằng tiếng chữ Hán mà nhạc thì của Tô Bản Châu. Thì có một người sinh viên Trung Quốc biết được bài đó năm 1941 tại trường Đại học Hà Nội. Anh bạn đó hát cho Mai Văn Bộ, Lưu Bửu Phước và thầy nghe. Thì khi nghe rồi thì Mai Văn Bộ xúc động cực độ, cho nên Mai Văn Bộ mới lấy cái bài đó dịch ra tiếng Việt, dịch ra mà hát được. Cái đó là một trong những biệt tài của Mai Văn Bộ, là có thể dịch ra mà hát được lời. Cũng như người Việt Nam nữa, có mấy người khéo dịch, trong đó có Mai Văn Bộ, có Phạm Duy, là những người dịch lên tiếng nước ngoài mà hát lại được. Thì cái bài đó khi dịch ra rồi, Lưu Hữu Phước ghi lại nét nhạc. Thầy là người giới thiệu bài Quài Xuân đầu tiên tại trường đại học, dạy là cho chị Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Thị Thiệu. Thì hai người đó hát lời cái bài Quài Xuân. Thì hôm nay tuy nó không, cái không phải là buồn, nhưng mà nó có cái mang mát. Thì hôm nay thầy vui ở trong đất nước, và thầy thương những cái người Việt Kiều còn tha hương nơi đất khách. Và trong đó số Việt Kiều tha hương đất khách có thầy trong cách đây vài năm. Xa quê, đôi lúc đời đen tối, về nước rồi thì đòi phen sống sáng tươi. Thì thầy khi ra nước ông nước ngoài rồi, mở cửa xuất hành đầy bạc lạ, về nhà chuốc ấm vắng người thân. Thì năm nay thầy trở về đây thầy vui, thì thầy xin hát bài này vừa tặng cho những người Việt tha hương đất khách, mong mỏi ngày về, và nhắc nhở các con rằng tuổi đời có qua, mình sống được đất nước, mình vui được trong đất nước, thì mình chia sớt cái mong mỏi thiết tha của người nước ngoài, mà mừng rằng chúng ta được ở có cái may mắn sống trong lòng của dân tộc, sống trong lòng của quê hương, sống ở trong lòng của đất tổ. Thì cái điều đó là cái điều hạnh phúc của chúng ta ngày hôm nay. Thì thầy hát là cái bài Quài Xuân. Khi thanh xuân
niên thiếu phức vung tóc sương vì sầu thời giờ đêm đến già luôn quãng đời niên thiếu giống mà ta giàu ta khôn lấy vàng mà mua cha có ngày vui sướng.